Ok, hello anh em nha, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé, mình là Trung đây nha. Đấy, hôm nay làm video bắn phân vùng mọi người nhé. Nay bình thường phân vùng thì thường là đi ghép auto hoặc là mình đi một mình. Nhưng mà hôm nay có cái ông bạn PP Sky này, ông ấy cái bạn trên game xong ông ấy có nhắn tin cho mình mà là hay xem video của mình, ông muốn xin bắn cùng anh em ạ. Nay đi duo cùng bạn ấy mấy trận, tiện làm video luôn anh em. Ấy, có tiếng chân này. Ui. Hai ông không có đồ ạ. À. Hai ông hai khẩu mẹ mày SNP sáp. Nào mấy cái trận không làm video thì bắn lại gặp đồ ngon, đến lúc làm video bắn lại toàn gặp mấy ông ối giời ôi này. Cái map phân vùng này bây giờ nó cùng lắm mới chỉ cho mình làm hai team anh em ạ, nhưng đây một team rồi thì may ra thì còn một team nữa. Mong rằng là cái team còn lại đây đây đây. Một này. Clear bro. Hai thằng này trận trước mình gặp anh em ạ. Trận này lại gặp tiếp. Rồi M4. Đấy, ít ra phải có tí đồ này chứ. Không có đồ hoài sao chơi. Có AK nào. Hey, Sky, Sky. You loot, you loot. Julius AKM. Ui dồi ôi, mà muốn đặt một ạ. À. Vãi trưởng. Đấy mình lick vào giáp cho đi. Cứ vì gọi là hết nước chấm. Hey, Sky, Sky. What's your name? Hỏi tên ông bạn này ấy, hỏi tên thật đấy anh em. Trận trước mình có chơi cùng mình có hỏi về đấy thì trả lời luôn đã kinh thật. Rồi, theo như cái gọi là cái thuật toán là mình hay gặp với là hai team thì giờ là hết rồi anh em. Lượn vào trong hầm mình xem nào. Biết đâu trận này nó đông ba team. Ba team địch ấy, chứ không phải là cả team mình nha anh em. Còn nếu không có thì thôi tí là lừa về điểm một vậy. Trận này thì cũng giết được hai team rồi. Thế nhưng mà một team nó không có đồ. Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay có Dynamic hai người anh em ạ. Làm cái video Dynamic anh em nhá. Mặc đồ này anh em biết rồi đúng không? Đi tắp bắn thôi anh em. Đi lút 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 rồi mò mò tắp bắn thôi. Ở đây chúng nó tay to lắm. Bắn solo kill với chúng nó toàn tuyết thôi. Thế nên là thôi giờ cứ đi nút dạo anh em ạ. Đấy, gặp người trình trình mò mò thịt. Bắn chậm thôi chứ không thể bắn hổ báo nữa. Bây giờ chúng nó bật ghê lắm. Ủa, có người luôn à? À, thấy, 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 thấy kìa. Ok. Nhịp táp à? À, chạy thẳng vào hầm luôn sao anh ạ? Đang đường không chạy thẳng vào hầm à? À, đây thấy rồi. Ui sau lưng quá, đúng không?
Và tiêu sau lưng nữa kìa. Biết mà còn sau lưng thế phát đấy mình cũng không thể đẩy lên anh ạ. Hai thằng cơ, mới thấy một thằng chạy xuống thôi, lo quăng giờ mới bắn được nó bắn mình chết luôn đấy đấy cả. Không lốc kìa, hai viên. Rồi, một trong nhà nhỏ, một chòi trước mặt này. Thế là bắn một tim đầu này. Một thằng nữa vừa lẻ chạy ra là hai tim này, tim này tim thứ ba. Ba tim mình là bốn tim rồi, thế cùng lắm còn một tim nữa thôi. Cả đó. Rồi. Địch luôn này. Căng vậy. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây cho nó xong luôn này. Thằng này khả năng cao là cái team cái thằng né lúc chạy ra lút mình giết nó kia ấy. Thằng mà chạy ra lút lút xong rồi mình tát anh em. 4 team, cùng lắm còn một nữa. Sợ không? Bắn nhầy nhụa thôi. Các thằng đéo là mang đồ kìa. Đây đồ cũng đồng đội. Rồi được tí tiền. Bắn nhầy nhụa ba bốn tim thôi mà không được cái gì ra hồn. Ở đây có thằng này có khẩu AK, thằng này còn tạm tạm đồ anh em ạ. Rồi vứt thế đạn sụt để đi, đi. Thằng này thì còn có tí. Ok. Trong hầm chạy ra. Có khi là mình sẽ quét lại hỏng hầm một tí anh em nhé. Còn người thì bắn, còn không còn thì mình cũng tiện đường mình chạy về luôn.